giờ chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp giữa cuộc đời dông bão, ai người đưa lối một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền, những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói, tựa gió mây trôi cuối chân trời. Chuyện tình yêu cho nhau yêu thương và những môi hôn ngọt ngào, tựa trăng sao trên trời cao sẽ mãi muôn đời có nhau, rồi thời gian trôi mau bỗng xót xa không còn anh, bầu trời đêm không trăng lặng lẽ ngôi sao nghẹn ngào, giữa cơn lốc xoáy tình đời tình thoáng mong manh mặt nào chợt rơi xuống, lặng nghe tiếng khóc trong đêm, chỉ còn lại mình em lẻ loi, nụ hôn ngày xưa đã phai một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đêm, giữa cuộc đời dông bão ai người đưa. Ai đây? Sao tự nhiên vô duyên dữ vậy trời? Tự nhiên chen ngang cái chỗ người ta đang gọi điện thoại làm sao? Alo. Alo. Đó, nhìn số điện thoại là biết cô nào đang giữ chân anh rồi phải không? Trời ơi, anh đang ở Hà Nội hả? Ừ, hồi chiều sau lúc anh gọi điện cho em là anh nhận lệnh phải ra Bắc. Nhưng mà anh gọi điện cho em không được. Về tới Hà Nội, anh có việc liền. Anh mới vừa ăn tối xong, về khách sạn là gọi cho em liền đó. Mà có việc gì mà gấp rút dữ vậy anh? Tụi anh đang gặp sự cố. Anh đang cùng mọi người tập trung để giải quyết công việc. Trâm Anh à, thời gian này nếu mà anh bận quá không thể ở bên em được thì cũng đừng có giận anh nghe. Dạ. Anh mệt quá. Giá như bây giờ được ngồi bên em ở trên nóc tòa nhà thì thoải mái biết bao. Vậy anh hãy nhắm mắt lại đi, rồi chúng ta cùng tới đó nha. Thank you.
Ngày mai anh sẽ bắt đầu vào cuộc chơi để dạy cho thằng khốn nó một bài học. Có lẽ em sẽ rất buồn, nhưng không thể làm khác hơn được. Tất cả những kẻ nào muốn giỡn mặt với anh đều phải trả giá. Ủa, về hồi nào vậy? Mới tức thì nè. Quyết định của mấy sếp ngoài đó sao rồi? Tôi mất 2 đêm trắng làm việc cặn kẽ với sếp trưởng đó. Mà phải công nhận, cái đầu ông tính toán thiệt là tài. Sau khi đọc toàn bộ hợp đồng nội ngoại, đọc về các quy định thuế, về quy định xử phạt cũ và mới, ông quyết định chọn phương án từ chối nhận hàng và chấp nhận chịu phạt theo thỏa thuận hợp đồng ngoại. Và ông cũng đã đích thân trao đổi dòng Trần Hùng bên phía Tường Phát. Bên phía Tường Phát cũng có nói là trường hợp của họ chẳng khác chúng ta là bao, bởi còn tùy thuộc vào phía khách hàng của họ, chính là chủ nhân của lô xe này. Lại thêm một khó khăn khác nữa rồi. Ngày mốt đó, sếp đã bốc lịch làm việc với Tường Phát. Giờ ông cũng sẽ bay vào. Vậy hả? Vậy thì tốt quá rồi. Ủa, Mỹ Khanh. Trời, nhìn chị thiệt là ngưỡng mộ đó nha. Dạ, con chào bác. Ủa, bạn con hả? Dạ. Bác nhìn thấy con quen quen lắm. Mỹ Khanh, đây là mẹ chồng của chị. Mẹ à, đây là Mỹ Khanh. Cô ấy là bạn đang chơi chung với con và bé Tiêu. À, bác nhận ra rồi. Có phải con hát trong 10 đám cưới của con gái bác không? Dạ, bây giờ con lại càng ngưỡng mộ chị Huỳnh rồi. Chị được mẹ chồng thương quá. Bác chỉ có mỗi một đứa con trai thôi, mà nó cứ đi suốt ngày à. Giờ thi thoảng có đứa con dâu sang thăm nom, mình không thương nó thì còn thương ai giờ. Thôi, hai đứa nói chuyện tiếp nha. Mẹ vô trong thắp nhang. Dạ. Dạ. Mỹ Khanh, chị có nghe Trâm Anh nói về chuyện của Minh. Xin lỗi, vì đi lại khó khăn nên chưa vào thăm Minh được. Minh sao rồi hả em? Em cũng không biết phải làm sao nữa. Em tìm tới đây chỉ mong trời Phật thương mà ban cho chúng em một phép màu. Chúng ta đều đang đi trên những đoạn đường không bằng phẳng. Hãy cố gắng lên em. Tuần tới tôi sẽ về Pháp một thời gian. Tôi mời các vị tới đây để trao đổi một số công việc trước khi đi. Tôi đã xem báo cáo kinh doanh quý 3. Thị trường Đông Âu không được tốt như dự tính. Đợt về Pháp kỳ này, trước khi quay trở lại Việt Nam, tôi sẽ sang đó đi thực tế để nắm tình hình. Vì vậy quý 4, kế hoạch phát triển thị trường Đông Âu sẽ tạm dừng, chỉ thực hiện hết những hợp đồng còn dang dở. Tôi vẫn bảo lưu đề xuất của ban lãnh đạo về việc xin đất dự án ở ngoại vi Sài Gòn để xây dựng nhà xưởng. Năm nay không kịp, chúng ta sẽ gối việc đó cho năm sau. Còn một việc này nữa, tôi muốn xin ý kiến tất cả các vị. Theo như chuyên gia tư vấn kinh tế của tôi, thì Ánh Dương cũng đủ điều kiện để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Tôi có ý muốn được chia sẻ quyền lợi cũng như trách nhiệm cho các vị. Những thành viên mẫn cán, có nhiều cống hiến và gắn bó với công ty từ những ngày đầu, sẽ được quyền trở thành cổ đông của công ty. Ý kiến các vị thấy thế nào? Nếu như vậy thì rất là tốt. Cho những người có ý định gắn bó lâu dài với công ty, tôi rất tán thành. Tôi nhất trí 100%. Còn... Thì ai sao tôi vậy? Minh. Minh à, nhìn em một chút được không? Em nói cho anh biết đi. Không, không có chuyện đó đâu. Em nói cho anh biết đi. Em biết mà. Anh ghét nhất là cái cảm giác bị người ta giấu giếm. Em nói là không. Anh hãy tin chắc điều đó. Bác sĩ nói thuốc là một phần, luyện tập cộng thêm ý chí của anh nữa là được. Ba. Hay quá. Tôi đã tìm được người đánh cờ rồi. Con chào bác. Ủa, em vào đây bằng cách nào? Khi đi anh nhớ anh khóa cửa phòng rồi mà. Trời đất, đầu óc già nu quá à. Chính anh đưa cho em chìa khóa sơ cua mà. Ủa, vậy hả? Nè, báo cho cô một tin vui. Lô hàng vừa rồi, chúng ta kiếm được chút đỉnh. Cứ thấy không, chúng ta đâu có cần mó tay vào bất cứ việc gì. Quan trọng là phải thông suốt một ekip, thì việc sẽ đâu vào đó. Cưng chỉ cần che chắn qua tất cả mọi việc. Em lo. Có ba tin không được vui. Thứ nhất á, tạm dừng chuyển hàng qua Đông Âu. Thứ hai á, sắp tới công ty sẽ cổ phần hóa. Bà Ảnh Dương á, sẽ cho các thành viên chủ chốt của mình mua cổ phần. Và như vậy á, thì cái quyền giám đốc như anh sẽ ít nhiều bị thay đổi. Thậm chí á, anh còn có thể bị bãi nhiệm chức giám đốc. Nếu như mà các cổ đông không thấy anh đủ tín nhiệm. Cái thứ ba, bà Ảnh Dương đột ngột lại hỏi là quan hệ giữa anh và em là như thế nào. Bực mình thiệt đó. Tại sao cái con mụ già đó không về Pháp sớm đi? Cũng sắp rồi. Tuần tới là bà đi rồi. Vậy là tốt rồi. Chúng ta sẽ tận dụng mọi cơ hội cho phép. Em cũng ranh ma lắm á. Thật là nếu mà cái giang sơn này mà của em á, là không biết chuyện gì xảy ra nữa. Anh biết quá rõ rồi. Anh bắt đầu thấy bụng của em rồi đó. Em tính để vậy rồi sanh luôn hả? Chỉ cần anh giữ đúng lời hứa, em sẽ tìm người hợp pháp hóa đứa trẻ. Một căn hộ nhỏ không vượt quá khả năng của anh chứ. Được rồi, anh sẽ cố gắng. Trời chị bán, chịu đi. Em đang em lấy số rồi đó. Chút xíu nữa là tới phiên mình khám á. Trời, nãy giờ đợi lâu lắm rồi á anh ơi. Em mà em lấy số cho chị từ hồi sáng sớm rồi. Đau đầu thì anh đi mua cho nước uống, anh ơi, đau. Tiếp thì nó nóng. Vô chút xíu ha. Khó chịu, đau chị đổ mồ hôi quá trời luôn kìa.
Sao chị? Chị lấy thuốc chưa? Chị ơi, phải theo thứ tự không? Chị gái nha. Đi qua đây, qua đây anh nè. Kết quả sao? Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Anh coi tới số mấy rồi. Dạ, dạ. 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 Bác thấy con có vẻ xuống tinh thần quá. Dạ. Cuộc sống vốn dĩ đã là rất khắc nghiệt, bởi vì người ta mới có câu dùng lửa thử vàng, gian nan thử sức. Ráng lên đi con à. Thời khắc này chính là lúc con thử thách nhiều nhất. Khi con đã làm chủ được cảm giác của mình rồi, con sẽ đủ tự tin. Con sẽ thấy mình đủ nghị lực để đi tới cùng. Nè, thấy không? Chiếu tước. Dạ. Bỏ lơ đi chút là đã khó rồi. Chơi tập trung vô đi thằng nhóc. Con ngủ chút đi con. Lúc nào con cũng ở kế bên thằng Minh không rời. Bây giờ ba mẹ đã hiểu tấm lòng của con rồi. Alo, Mỹ Khanh nghe. Mỹ Khanh hả? Em còn ở viện không? Chị đang qua nè. Muốn báo cho em hai tin vui, tuyệt vời luôn đó. Em có ở trong phòng Minh không đó? Bộ chị dư tiền chắc. Có ba bước chân mà cũng gọi điện cho em là làm sao? Em à, chúng ta có lọc lắm rồi. Trời ơi, chị không thể nào tin được luôn á. Thôi đừng câu giờ nữa, chị nói đi. Thứ nhất, dự án cho buổi trình diễn gây quỹ cho trẻ em nghèo đã có nơi chấp nhận tài trợ độc quyền với số tiền là 500 triệu đồng. Thứ hai là có một Việt kiều về nước kiếm đích danh em. Họ muốn dùng một số tiền khá lớn để làm một bộ phim chân dung về em đó, và một chương trình tổng hợp tất cả các ca khúc mà em đã từng hát. Không hiểu người nào mà thương em dữ vậy. Em có biết số tiền đó lên đến bao nhiêu không? 200.000 đô đó. Thiệt là khó tin. Chị nè, vụ thứ hai em không nhận đâu. Bởi một ngày nào đó em lại sợ mắc mớ hệ lụy giống như với Lê Thanh. Em sợ lắm rồi. Thiệt là khùng quá đi.
Giờ chúng ta đã là công ty rồi. Chúng ta làm việc là ở vị trí đối tác. Làm việc gì cũng phải công khai. Cần á thì thuê văn phòng luật sư đi theo trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Minh sao rồi? Cậu ấy đã khá hơn nhiều chị em. Ảnh xuống tinh thần lắm. Ảnh sợ thành phế nhân. Mỗi lần cùng ảnh luyện tập, lòng em đau như có dao cắt. Hôm rồi ảnh còn đòi chia tay với em nữa đó chị. Thiệt là khổ thân cậu ấy. Để chị nhớ coi. Có một ông thầy đông y, có một bài thuốc phục hồi chức năng gân cơ rất hay. Đúng rồi, cô bạn của chị đó. Cổ đã dùng cho mẹ của cổ, bị ngã gãy xương đùi. Mổ xong tưởng đâu là bị liệt vĩnh viễn, vậy mà kiên trì xoa bóp, rồi uống thuốc của ổng. Giờ bà đã từ từ đi lại được rồi đó em. Chị về tìm giúp em nha. Dạ, thưa giám đốc, bên công ty Tường Phát đã tới. Mở máy vào. Dạ. Dạ xin mời. Bực mình ghê á. Đi đâu mà gần 2 ngày nay không thấy tâm hơi đâu. Không điện thoại. Biết là bận, nhưng sao vô tâm vậy? Ghét ghê. Ủa, em bị sao vậy? Em tan sở thì đi mới được một đoạn, em bị giật túi xách. Túi xách thì còn, nhưng mà nhưng sao em? Em bị té xe. Em sợ lắm. Vậy bây giờ em tính sao? Giờ còn sao nữa? Anh đưa em đi khám chứ sao nữa? Được rồi, để anh lấy xe. Chúng tôi đã đàm phán được với nhà cung cấp nước ngoài và thống nhất xử lý theo hợp đồng. Bên A chấp nhận bồi thường hợp đồng theo thỏa thuận, vi phạm điều khoản từ chối không nhận hàng. Với các vị, chúng tôi có đề nghị được sử dụng điều khoản bất khả kháng để xử lý hợp đồng. Chúng tôi sẽ gửi lại phí đặt cọc cùng lãi suất được tính theo giá ngân hàng hiện hành. Sự việc diễn biến nhanh chóng hơn dự kiến của chúng ta. Công ty của các ông
công ty của tôi và công ty của ông Hưng đây đều có kế hoạch riêng cho lô hàng này. Ông mách với nhà cung cấp, ông mách với tôi mách với ông Hưng mách với hệ thống khách hàng của ông. Nếu như chúng ta thanh lý hợp đồng theo đề nghị của các ông, thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho chúng tôi về những khoản đã chi phí, chịu lãi suất và huy động vốn cao và chi phí bồi thường hủy hợp đồng của bên công ty ông Hưng? Và ông Hưng chắc chắn cũng sẽ phải đòi hỏi tôi về những trách nhiệm tương tự. Ông là nhà nhập khẩu, ông không thể buộc người mua chịu trách nhiệm chung trong kế hoạch được ăn cả ngã về không cùng ông. Chúng tôi rất muốn, nhưng thực sự rất khó xử. Bây giờ tôi xin nhường ý kiến lại cho ông Hưng. Ra thì tôi không liên quan gì đến việc thương thuyết và đàm phán của quý vị. Bên Tường Pháp muốn tôi tham gia cuộc họp này cũng không ngoài lý do tìm sự thông cảm để giải quyết hợp đồng cả hai bên. Thưa quý vị, tôi mới thực sự là người khó khăn. Các vị có hủy hay không hủy được hợp đồng thì tôi đều chết với hệ thống khách hàng đã đặt xe. Đúng vậy, chuyện bắt khách hàng chịu rủi ro với nhà cung cấp là chuyện không tưởng. Vậy nên tôi đâu có hơn gì các vị. Tôi đang hoàn toàn ở vào thế bị động và tôi chờ quyết định của quý vị. Tôi nghĩ chúng ta đều ở trong thế kẹt. Chính vì vậy mới có buổi trao đổi giữa ba bên, mong tìm ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý và giảm tối thiểu về rủi ro. Tôi rất mong được cùng quý vị hợp tác giải quyết sự cố trên tinh thần hợp tác và tương trợ lẫn nhau. Trong buổi làm việc tới, chúng ta sẽ đưa ra những con số cụ thể để cùng nhau tính toán và giải quyết cho cả ba bên. Cuộc họp đến đây xin kết thúc. Anh thỏa mãn rồi chứ? Sau 5 năm con người của anh vẫn tiểu nhân như vậy à? Nhìn anh bước chân vào phòng họp này, tôi đã hiểu tất cả chỉ là con rối trong ván bài của anh. Sao? Tôi nói không sai chứ? Khá khen cho đó của mày, vẫn chưa tới nỗi ngu muội. Mày đã phạm một sai lầm rất lớn, đó là xuất hiện lại trước mặt của tao. Mà tao có một tính rất là xấu, không bao giờ tao muốn sợ, đó là không thích tha thứ. Những ai mà tao đã coi là kẻ thù thì vĩnh viễn là thù. Giờ tôi mới thấm thía được cảm giác đau đớn là như thế nào. Vậy à? Tao đang chờ nghe đây. Đúng vậy, tim của tôi đang nghẹn lại khi nghĩ tới việc người con gái mà tôi đã rất yêu thương đang phải chung sống với một kẻ giả tâm bệnh hoạn như anh. Thằng khốn! Anh thật là hèn hạ. 5 năm trước đây, vì để gỡ tội cho ba tôi nên tôi đã chấp nhận ra đi theo yêu cầu của anh. Cái giá của sự ra đi ngày đó, biệt vô âm tính của tôi, thực sự là quá đắt. Còn bây giờ, anh đừng vội hả hê. Tôi sẽ tìm cách vạch trần bộ mặt thật của anh.
Hắn đúng là một con quái thú độ lớp 10. Trời đất, nếu như vậy thật sự thương cho Quỳnh nhiều hơn. Quỳnh sống với hắn như thế nào? Ra làm sao? Mình thấy có lỗi với công ty quá. Có lỗi với chú, với anh em đã từng đồng cam cộng khổ bền bỉ bao nhiêu năm. Sự việc này hắn mất nhiều công sức cũng chỉ muốn chơi mình. Mình phải làm sao đây? Không lẽ mình cứ ngồi im để hắn muốn làm gì thì làm? Tôi vừa nhận được tin viện của chúng ta được bộ đánh giá rất cao trong việc tổ chức thành công hội nghị quốc tế về vấn đề ô nhiễm môi trường. Nhưng bộ vẫn không hài lòng về bản báo cáo trong hội nghị của chúng ta. Theo khảo sát của Viện Công nghệ Châu Á, lượng bụi mịn ô nhiễm trong không khí tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cao nhất lên đến 100 microgram trên 1 mét khối. Còn trung bình thì cũng cao hơn 50% microgram trên 1 mét khối. Cao hơn nhiều lần so với Tổ chức Y tế Thế giới cho phép là 25 microgram trên 1 mét khối. Vậy mà bản báo cáo của chúng ta tại hội nghị, những cái số liệu rất là chung chung, thiếu chính xác. Lãnh đạo bộ đã đích thân gọi điện cho tôi về việc này. Tôi đã nhận sai sót. Để bù lại, chúng ta phải gấp rút lên bàn kế hoạch để giảm tải khói bụi tại các thành phố lớn. Việc này tôi vẫn giao cho cô Quỳnh chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch. Tuy nhiên, cô Quỳnh sẽ không trực tiếp làm công tác khảo sát như mọi năm, mà chỉ tổng hợp tình hình và có trách nhiệm phân công và điều động những thành viên tham gia để xây dựng một bản kế hoạch giảm tải khói bụi cho các đô thị đang phát triển, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Anh đến lâu chưa? Đủ lâu. Để biết sao cái diện của em mọi người lại nhiều lời đến vậy. Em bé sao rồi? Tốt. Em xong việc rồi phải không? Em chuẩn bị đi. Chúng ta đi ăn chiều. Hôm nay anh muốn em cùng chia vui với anh. Bộ anh phải xin phép mẹ vợ để đi chơi cùng vợ của anh à? Hả? Anh chợt nhớ ra, từ sau khi cưới em tới giờ anh chưa bao giờ mua quà tặng em. Nhìn lịch sự phải không? Anh thích quán này từ đó. Em mở ra đi. Rất là ngon, anh mới dẫn em vô đây. Đồ ăn cũng ngon thiệt. Em dùng thêm gì không? Thì cái menu kìa. Anh thích em xem thử có món gì không thích thì em cứ kêu. Thôi anh đặt ở đây mà, anh kêu cho em đi. Có món rất là em có thích chiếc đồng hồ này không? Rất đẹp. Và nó rất đắt. Em nghĩ từ nay về sau anh không cần phải mua cho em những thứ quá đắt tiền như vậy. Nhưng anh thích vậy. Anh thấy nó xứng đáng với anh và em mà. Anh nói với em là sắp vào công ty mới mà. À, công ty, anh chuyển công ty thôi chứ không dám. Dạ được. Nào. Thì khi nào anh chuyển? Hãy đăng ly cùng anh. Vì anh chuẩn bị loại bỏ một khối u ác tính nguy hiểm ra ngoài rồi. Hả? Sao anh bị khối u gì? Coi kìa, vợ yêu của tôi lần đầu tiên thể hiện sự lo lắng, quan tâm và hốt hoảng về tôi. Thiệt là hạnh phúc ghê. Nhưng mà em đừng lo, khối u đó là khối u xã hội. Nhưng mà đối với anh, khối u đó nó còn nguy hiểm và độc hại hơn khối u bệnh tật. Nào, nâng ly cùng anh. Chị Quỳnh, chị Quỳnh, có chuyện lớn rồi. Anh Hưng, cái gì? Anh Hưng gây chuyện với anh Tuấn.
Bé Tiêu nói sao? Họ gây chuyện với nhau hồi nào? Chị vừa ăn tối với anh Hưng về mà. Hôm nay tinh thần ảnh thoải mái, không khó chịu như mọi ngày. Không phải là họ gây lộn, mà là họ đang lao vào một cuộc chiến vì làm ăn, vì hợp đồng kinh tế. Làm sao có chuyện này? Chính chị đã từng hỏi anh Tuấn là có mối quan hệ làm ăn chung nào với anh Hưng không? Anh nói là không mà. Nội tình ra sao thì em cũng không rõ, nhưng đại loại là bên công ty của anh Tuấn đang nhập một lô hàng về bán cho một đối tác. Đối tác này lại bán lô hàng này cho công ty của anh Hưng. Còn anh Hưng lại bán tới tay ai thì mình không cần quan tâm. Chỉ biết loại hàng mà bên công ty anh Tuấn nhập đã có văn bản của nhà nước thông báo bị đưa vào danh sách cấm nhập. Mọi thứ đang rối tung lên hết cả. Và trong một cuộc đấu khẩu giữa hai người, anh Hưng đã nói trắng ra cho anh Tuấn hiểu đó là một đòn trả đũa của ảnh dành cho anh Tuấn. Trời đất, thật là không thể ngờ được. Hưng là con người thật đáng sợ. Hồi chiều á, ảnh còn tới viện hỏi chị, rồi đưa chị đi ăn, rồi tặng chị một chiếc đồng hồ trị giá hơn 1.000 đô á. Rồi anh ấy nói đó là cái cách ảnh ăn mừng chiến thắng đã loại được một khối u xã hội. Không thể nghĩ đó lại là chuyện như vậy. Còn Tuấn, anh ấy sao rồi em? Nói thiệt lúc này đây, em cũng không dám chắc có hiểu được tâm trạng của anh Tuấn hay không nữa. Ảnh bị dằn vặt bởi suy nghĩ vì ảnh mà bao nhiêu người chịu ảnh hưởng vì thiệt hại kinh tế. Vậy vẫn còn thời gian, chúng ta đi thôi. Bé Tiêu đi với chị. Đi đâu? Chị định đi đâu? Còn đi đâu nữa? Tới gặp anh Hưng. Khoan, khoan đã. Chị định tới đó rồi chị nói cái gì? Không khéo ông lại nổi cơn hoạn thư lên, mọi chuyện còn tệ hơn nữa đó. Vậy Tiêu tính sao mà nói với chị? Tiêu nghĩ rằng chị có thể bình thản ngồi đây rồi xem chồng chị hại anh Tuấn sao? Đi thôi, chúng ta đi. Vừa đi vừa nghỉ ha. Đi. Dạ, đi chị. Bộ hai cô tới đây để biểu tình cho thằng khốn đó sao? Hưng à, em xin anh, anh hãy bỏ qua mọi chuyện có được không? Hai cô về đi. Đừng cố gắng hạ thấp giá trị của thằng khốn đó nữa. Làm như vậy sẽ làm tôi mất hứng thú lắm. Anh Hưng à, trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà. Em và anh Tuấn dự định sẽ đám cưới với nhau sau vụ làm ăn này của ảnh. Coi như là em xin anh đó có được không? Người một nhà. Cô em à, anh đang thực sự nghi ngờ tình cảm của nó dành cho em lắm. Em thật là ngây thơ và ngu ngốc đó nha. Có bao giờ em nghĩ thằng khốn nó một hai yêu em chỉ để thỏa mãn một điều gì khác không? Đó chính là cái danh xưng người một nhà đó. Nó muốn danh chính ngôn thuận để gần gũi vợ anh. Bộ em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó sao? Hả? Anh nói sao? Anh nói lại đi. Anh nói rằng Việt Trâm anh và anh Tuấn yêu nhau chỉ vì mục đích anh ấy muốn gần tôi. Tôi muốn điên lên mất. Tiêu à, mình đi về thôi. Chị không thể nào ở lại đây được nữa. Chị mắc ói quá. Tiêu à, chị mắc ói quá. Chị Quỳnh, chị Quỳnh. Tình yêu hôm qua mang biết bao nhiêu mộng mơ dành cho nhau, yêu thương và những môi hôn ngọt ngào tựa trăng sao.
trên trời cao. Sẽ mãi muôn đời có nhau, rồi thời gian trôi mau, bỗng xót xa không còn anh. Bầu trời đêm không trăng, lặng lẽ ngôi sao nghẹn ngào. Giữa cơn lốc xoáy tình đời, tình thoáng mong manh mơ hồ. Nước mắt nào chợt rơi xuống, lặng nghe tiếng khóc trong đêm. Chỉ còn lại mình em lẻ loi, nụ hôn ngày xưa đã phai. Một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp. Giữa cuộc đời giông bão ai người đưa lối. Một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền. Những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói. Một mai thức giấc chợt nhận ra giấc mơ xưa mãi chỉ là giấc mộng đẹp. Giữa cuộc đời giông bão ai người đưa lối. Một mai thức giấc tìm lại mình giữa hoang vu, bỏ sau lưng những muộn phiền. Những nỗi buồn hôm qua không còn đau nhói. Tựa gió mây trôi cuối chân trời.